Phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn nốt cái cuối cùng là xử lý hiệu ứng accordion và cuộn chuột. Đấy, đầy đủ tiếng Việt cho nó đẹp. Accordion và cuộn chuột. Đầu tiên là nó phải accordion trước đã. Nhờ. File JS của mình đây. Đấy. Mới có khoảng 2 dòng code nếu mà tính ra, nếu viết đầy đủ như này. Chứ khoảng 3 4 dòng code là mình đã có được cái hiệu ứng rất đẹp rồi. Bây giờ mình chỉ thêm vài dòng code là mình sẽ có hiệu ứng rất đẹp nữa. Đẹp hơn nữa. Xử lý co giãn nội dung. Hiệu ứng tên gọi là accordion. Thì đầu tiên là mình phải cho tất cả nội dung nó co lại. Nó chỉ có mỗi cái chữ thôi. Như này thôi. Như vậy phải chấm selector này. Chấm nd khối đi, chấm slide up, có nghĩa bình thường mình sẽ cho nó có hết lại đấy, nó chỉ như này thôi đấy, nó chỉ như này thôi, chỉ có đúng một dòng xử lý tất cả rất nhanh đúng không. Sau khi kích vào này, ngoài việc cho nó quay ra thì mình phải cho nội dung sổ xuống. Khi click vào cho cái nội dung sổ ra hiện ra thì cái việc kích là chính là cái nút này này, ở đây là có kích sẵn rồi thì mình chỉ viết trong này luôn, cắt này ra này, viết trong này luôn nhá, chấm phẩy bỏ bớt một cái đi. Rồi đây là kích rồi, mình chỉ cho cái nội dung hiện ra thôi. Thì cái nội dung bạn nhìn em, cái nội dung nó chính là đằng sau của cái tiêu đề khối. Tiêu đề khối là cái này, thì nội dung là cái bên cạnh, là cái next ấy. Sử dụng cái hàm next đô la this, this chính là cái thằng được kích, chính là cái thằng tiêu đề khối chấm next. Next chính là cái thằng đằng sau cái this đây, ví dụ mình kích vào đây thì this chính là thằng new, đằng sau nó chính là thằng nd khối đấy, chấm đằng sau nó chấm slide down. Slide down thời gian khoảng tầm 800. Ví dụ như vậy. Như vậy khi kích vào đây, kiểm tra lại này. Sổ ra. Kích lần nữa nó phải co lại chứ đúng không? Thì mình sửa lại, không phải slide down mà là slide toggle. Đấy, tức là kích vào một lần thì nó mở ra. Kích lần thứ hai thì nó lại co lại. Kích lần nhất sẽ mở ra. Kích lần thứ hai nó lại co lại. Thời gian có thể là khoảng tầm nhanh khoảng tầm 500. Rồi. À, để làm nốt mình sẽ kích vào cái này. Để làm nốt thì mình sẽ có hiệu ứng là di chuyển nữa. Kích đây. Ngoài việc nó co ra thì nó còn cuộn lên nữa. Thì cuộn lên chính là cái hàm, đây là hàm animate sử dụng hai dòng nữa là xong. Sử dụng cái hàm animate để chuyển nội dung lên. Tức là đô la body là cả phần web của mình ấy. Cho nó animate nghĩa là chuyển động. Chuyển động đi lên còn tầm là scroll top nhỉ. Tê viết hoa nhá. Đến cái vị trí nào? Đến cái vị trí mà của cái thằng this này. Đấy, đô la this chấm scroll chấm offset chấm top. Đấy, quận lên vị trí thằng top này, thử xem nào, refresh nào, kích đây đó 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 rồi. Đấy, quận lại rất là dễ đúng không.